Nội thất Xuân Hòa, 40 năm tự hào kiến tạo giá trị Việt. Khi xu hướng của thị trường chuyển đổi, thương hiệu đã lắng nghe và nắm bắt đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Câu chuyện về xu hướng nội thất may đo và sự tiên phong của thương hiệu quốc gia Xuân Hòa sẽ được giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay. Khi nguồn gỗ tự nhiên ngày càng cạn kiệt để đáp ứng nhu cầu sử dụng gỗ trong nội thất và kiến trúc, ván gỗ công nghiệp ra đời với nhiều chủng loại phong phú, màu sắc đa dạng, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Với năng lực tiên phong của một thương hiệu quốc gia Việt Nam, nắm bắt xu hướng của thị trường, công ty nội thất Xuân Hòa Việt Nam đã từng bước phát triển xu hướng nội thất decor hay còn gọi là may đo cho từng ngôi nhà, từng căn hộ. Cái tốc độ đô thị hóa trong 10 năm tới còn đang rất là mạnh mẽ. Và cùng với xu hướng đô thị hóa thì cũng là xu hướng về ở chung cư. Các thành phố lớn, đặc biệt như Hà Nội, Hồ Chí Minh, mỗi một năm trung bình được tung ra thị trường khoảng độ khoảng trên 50.000 căn hộ. Và tất cả những cái căn hộ này phần lớn là đều được thiết kế nội thất theo xu hướng may đo. Nội thất may đo là yêu cầu của một sự tỉ mỉ tới từng chi tiết. Doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ hiện đại và phần mềm chuyên dụng vào quá trình sản xuất khép kín qua các công đoạn từ bản vẽ thiết kế 3D, 2D chi tiết tới lập trình, sản xuất bằng phần mềm và xuất chương trình ra toàn bộ hệ thống máy CNC. Máy sẽ tự động sản xuất theo mã vạch, mã cốt đã lập trình sẵn. Những sản phẩm nội thất đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam này đạt độ chính xác gần như tuyệt đối 100%. Khi mà được Xuân Hòa thiết kế thi công nội thất cho thì là mình thấy là dịch vụ của Xuân Hòa rất là tốt. Chọn gói từ thiết kế này, rồi sản xuất, rồi lắp đặt, rồi là bảo trì bảo hành cho mình luôn. Các sản phẩm thì đúng như là tiêu chuẩn chất lượng này, rồi là mẫu mã đẹp, nhân viên phục vụ cũng rất là nhiệt tình. Và đặc biệt là khi mà có những cái lỗi gì một cái là có thể bảo hành được luôn. Cùng với đó, khắc phục điểm yếu về khả năng chống ẩm của gỗ công nghiệp, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống máy dán cạnh không viền của Ý có giá tới 500.000 đô la Mỹ, nâng cao tuổi thọ của ván gỗ công nghiệp lên tới 10 đến 15 năm. Sản phẩm nội thất của công ty đạt thương hiệu quốc gia năm 2020 chứng minh cho bước cải tiến sáng tạo trong công nghệ đã được người tiêu dùng công nhận. Công nghệ này thì nó làm cho cái đường viền cạnh có thể là khít và sử dụng keo công nghệ cao chống ẩm. Mọi cái thời tiết nóng ẩm của Việt Nam đã khắc phục được cái điều đó. Keo thông thường chỉ được một thời gian keo đã không chống ẩm, 2-3 năm hoặc thời tiết nó ẩm thì bản thân tự chỗ đấy nó sẽ tách nở ra. Nhưng bây giờ Xuân Hòa là có thể là bảo hành trọn gói. Sự đầu tư đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm đã giúp chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước. Việc đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020 cho sản phẩm nội thất là một minh chứng cho quá trình nỗ lực không ngừng để cung cấp đến người dùng những sản phẩm có chất lượng trong hơn 40 năm phát triển của công ty. Xuân Hòa xác định là đây là một cái lĩnh vực mà chúng tôi sẽ tập trung làm thật tốt để trở thành một cái nơi tin cậy cho khách hàng khi có nhu cầu làm về cái lĩnh vực này. Chúng tôi sẽ làm với một cái quy mô sản xuất công nghiệp để tạo ra được những cái sản phẩm tốt nhất với những cái giá thành rất là cạnh tranh để cho khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi mà dùng những cái sản phẩm gỗ công nghiệp do Xuân Hòa may đo và sản xuất. Trong những năm qua, hệ thống phân phối của Xuân Hòa được củng cố, mở rộng và hoàn thiện với hơn 2.000 đại lý. Với tôn chỉ không có thứ tốt nhất, chỉ có thứ tốt hơn, nội thất Xuân Hòa không ngừng chuẩn hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, nỗ lực ngày càng đổi mới sáng tạo, cải tiến chất lượng, thể hiện năng lực tiên phong của một thương hiệu quốc gia đi đầu trong ngành nội thất Việt Nam. TH hân hạnh đồng hành cùng chương trình.